Yo, chào các bạn đã quay trở lại với Sĩ Kẹo Free Fire. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với số đặc biệt Mimi Free Fire. Yo, đăng ký kênh của mình nhá. Tôi làm cái đéo gì vậy? Yo, let's go. Một bạn tên là Piu Piu. Chúng ta sẽ đến với video của bạn ấy. Cậu mẹ sợ ấy. Thế méo nào, Free Fire có sức mạnh kinh khủng ấy đây. Nhưng mà cái Mimi này hơi hơi nhạt, hơi nhạt. Chúng ta sẽ đến với Free Fire toàn trai xinh gái đẹp, sâu ảnh em chấm điểm, sẵn tìm người chạy bo cùng. Ui đi con mẹ, ngon thế. Ui nó lại ngọt nước thêm, mà da trắng nhở các bạn nhở, trắng vai luôn ấy. Tóc mái để thưa này, xinh gái nhở, tìm chức nữ. What đấy mới nói gì các bạn ạ. Tôi xem phim Bọn Lửa Chùa cũng đéo tha. Minh Khang tìm bạn chơi Free Fire cùng. Cái đéo gì đây, công còn tìm bạn trên cả trang xem phim cơ. Kinh ngạc. Đừng thắc mắc chuyện tôi răng vàng nhá, vì tôi đánh phấn đấy. Và đến với Mimi tiếp theo. Đang làm việc trong gara thì gặp bé rán này. Vì chả có chai thuốc xịt côn trùng nào gần đấy nên tôi lấy chai sơn dùng đỡ. Giờ thì nó là con rán bảnh nhất xóm đó. Các bạn nhìn mặt mình này. Nhìn tôi có giống đang đùa không? What the fuck? Liệu rằng là sơn xay lên con rán nó có mạnh hơn không? Đập không bao giờ chết. Đừng đùa với nó, sơn lên là thành rán flat. Wow. Cô giáo, súng nào có lực sát thương cao? Tôi, thưa cô, súng AK-47, MG3, AS-50, Uzi. Cô giáo Beeline. Vậy tại sao em lại ghi là súng sơn màu? What fuck? Tôi thấy mấy ông trong cái group này mặn quá. What the... Chúng ta đến với Mimi tiếp theo. Tôi nhầm, đây không phải là cái channel Trevor. Thay vì dạy nó chơi Free Fire, hãy dạy nó cách chơi game khác. Cái gì đấy? Ok, tớ sẽ dạy nó cách dịp nhau. Ui, từ rất mẹ thai nghe. Ui, các cháu bây giờ lớn nhanh thật đấy. Súng đéo giật, sơn súng làm cho nó mạnh hơn. Lửa chùa. Dành cho những bạn nào chưa biết cái tên lửa chùa đó là Free Fire, tức là lửa miễn phí. Mà lửa miễn phí mà dịch ra thì nó là lửa chùa đấy. Cái gì free thì gọi là chùa ấy, như kiểu là đồ chùa. Oh man. Chúng ta đến với Mimi tiếp theo. Cách để có thể cân bằng được lửa chùa. Team dùng hack, team dùng skin súng. Tức là để có thể cân bằng trong game ấy, các bạn sẽ hack game để tiêu diệt cái mọn xài skin súng xịn. Nhưng mà nghe nói là bản hack anh em cũng phải mất tiền mua cơ mà. Review game lửa miễn phí. Khi nhắc về biển, tôi nhớ ngay đến hải tặc. Khi nhắc về hải tặc, tôi nhớ ngay đến OMP. Khi nhắc về OMP, quan tôi đéo nhớ gì ngay đâu. đến Smoker. Khi nhắc về Smoker, tôi nhớ ngay đến khói. Và khi nhớ đến khói, ông bà ta có câu không có lửa làm sao có khói. Rồi, và mạnh nhắc tới mẽ lửa, thế. tôi lại nhớ tới lửa miễn phí. Ok. Cái đấy mẹ mẹ nó coi thường game chúng ta, nó ghi là lửa miễn phí. Lửa là cái đéo gì vậy? Nó làm tôi bất ngờ ấy.
Và sau đây là bài review về tựa game Call of Duty Mobile. Yes! Mọc, ấm bài. Thằng nào làm ra cái video này? Review là miễn phí không? 4.3 sao, 500 triệu lượt tải xuống. Nhưng tựa game này lại gắn liền với đầu. Quay, nha. Game có một cái tên như Quay, nha. Đồ họa của game thì như Quay, nha. Rap như Cất. Game. À không, tôi không có ý cả chuyện nhưng mà sao thêm mắt cá vào đấy. Có một hàng streamer đầu bùi rẻ rách nhái theo tên của một anh đẹp trai nào đó mà tôi không tiện nói tên. Và cuối cùng là về logic của game như lướt ván trên trời, lướt ván bay mà không cần dùng động cơ phản lực. Bạn chỉ cần sơn màu khẩu súng của mình thì bạn có thể giúp nó mạnh hơn. Tôi bị yếu sinh lý và tôi quyết định sơn màu con chim của mình để giúp nó trở nên mạnh hơn. Thứ vô lý tiếp theo của game thì chính là trang phục. Một bộ trang phục bạn mua với một giá tiền nào đó, nó có thể giúp cho bạn che mũ và giáp của mình đi. Đây là một điều cực kỳ vô lý. Giả sử tôi đang mặc một bộ váy này đi, và tôi đi lướt đòn nhặt được một cái giáp ba. Rồi. Và tôi quyết định cởi bộ váy ra để mặc cái giáp ba vào, sau đó mặc lại bộ váy vào. Wow. Và trong lúc bạn mặc thì địch đã bắn bạn chết queo rồi. Và đặc biệt, bạn có thể che cái mũ cối của mình bằng cách đội một cái mũ khác vào, hoặc là đội tóc giả lên nó. Còn nói về cộng đồng game Free Fire, thì cộng đồng game Free Fire là một trong những cộng đồng bot lịch sự nhất mạng xã hội. Khi mà game đưa ra một cái sự kiện chia sẻ link nào đó, thì các group lớn hay nhỏ đều bị ảnh hưởng bởi sự kiện này. À, tôi nhớ sự kiện này quá đã. Ui mẹ, cái sự kiện cái đéo nào tôi cũng thấy là mọi người chia sẻ thì nhiều vãi kinh như là oh my god. Và cuối cùng là phần nhận xét game, mình cảm thấy Call of Duty Mobile là một tựa game hay và đáng chơi. Mẹ, thằng nào làm ra cái đéo này mực vãi đái, đã bảo review là miễn phí rồi. Mẹ mày, tao mà tìm được ra này nhá, thôi tao bị kiếm cái gì. Tao sẽ phi điện thoại mặt mày, mẹ thằng nào làm ra cái mẹ cái ca khịa game Free Fire nhá. Nhớ mặt bố mày nhá, ok chưa? Okay. Hôn giáo, bất sợ. Đồ game nhái Free Fire, cái con kẹt gì cũng nhái được. Liên minh nhái Free Fire á. Nhưng mà tôi nghe nói Liên minh ra đời trước Free Fire mà. Những cái thứ này tôi phát điên mẹ luôn á. What? Ok. Chúng ta nên bình tĩnh lại. Đây là một trong những cái mimi mà tôi cảm thấy ức chế mấy cả trường. Khi bạn nghèo, khi bạn giàu, nó khác néo với nhau đâu nhỉ? Bức ảnh nói lên điều gì? Cái đỉnh khóc. Tiếng chó lớp 1. What the hell? Xem cái mimi này tôi không thấy buồn cười, nhưng mà khi tôi nhìn thấy comment và những cái tên hòa rẻ rách. Tại sao bố mẹ đặt cho các bạn những cái tên hay ho thì các bạn lại không sử dụng nó, thay vào đó thì tự nhiên lại muốn làm một thằng rẻ rách. Đau đầu giới trẻ hiện nay. Tác hại đấy anh em. Game thủ Free Fire đâm chết bạn để lấy tiền nạp vô game. Tự nhiên mẹ mày, tôi xem mấy cái mimi ấy tôi cảm giác game một tệ nạn vãi. Dân chơi đấy quá chuẩn luôn. Để yên cho cậu bé lớp 5 khóc, cậu ấy vừa tiêu hết 1 triệu của mẹ nhưng vẫn không mở ra skin súng yêu thích trong Free Fire. Thằng chúng mày có thể, thằng nào làm ra cái này chúng mày có thể ghi Free Fire viết bình thường được không? Tại sao lại viết là FIFAI? Tôi nghĩ là bảy bị bủng, tôi nghĩ là tôi nên tặng cho nó một cái quyển này. Hợp lý. Đừng mấy phút rồi. Thế đi, ngày hôm nay mình sẽ kết thúc Mimi Free Fire số đầu tiên tại đây nha.
Yeah, nếu như các bạn muốn mình làm thêm những cái Mimi Free Fire như thế này thì đừng quên là nhấn nút like và comment ngay bây giờ phía bình luận nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hey, bye bye. Mình là Sĩ Kẹo, đăng ký kênh ủng hộ mình nha.